Hello Rachel, xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Việt Mỹ Channel. Thưa quý vị, trong chương trình Thời sự Hoa Kỳ ngày hôm nay, chúng tôi xin được chào đón sự trở lại của một người rất là thân quen của kênh Việt Mỹ Channel, đó là giáo sư bác sĩ Phạm Hiếu Liêm. Rachel xin được gửi lời chào đến bác sĩ Liêm. Chào Rachel và kính chào quý khán giả. Dạ, từ tuần trước đến tuần này thì bác sĩ Liêm có gì mới, vui hay buồn muốn chia sẻ với quý vị khán giả không ạ? Cuộc đời nó cũng của một người về hưu rồi thì cũng vậy thôi, nhưng mà vợ tôi thì bận rộn đi bác sĩ chữa mạch máu ở chân, thành ra bà bận rộn hơn tôi, còn tôi thì vẫn ngồi nhà viết bài. Dạ, mà thường thường như vậy, một tuần như vậy bác sĩ Liêm viết bài bao nhiêu lần hay là viết bao nhiêu bài? Khi nào có hứng thì tôi viết khoảng hai bài mỗi tuần. Dạ, bởi vậy quý vị nhiều khi về hưu rồi thấy cũng sướng ha. Không biết là bao nhiêu quý vị đang xem chương trình về hưu rồi, thường thì quý vị làm gì? Quý vị để lại bình luận dưới đây nha. Thưa quý vị, là gần đây, actually vào ngày 7 tháng 6 thì ông Mike Pence, cựu phó tổng thống đã chính thức tuyên bố rằng ông sẽ đứng ra tranh cử. Ngày hôm nay có bác sĩ Liêm thì Rachel cũng muốn nghe cái nhận định từ bác sĩ Liêm, rồi đồng thời nữa là một trong những cái chủ đề mà mình nói đến ở đây, tại sao bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa đông như là đi chợ vậy, thì xin mời bác sĩ Liêm đưa ra cái góc nhìn ạ. Theo sự nhận xét của tôi đó thì khi ông Mike Pence còn làm phó tổng thống cho tổng thống Donald Trump thì ông có uy tín. Trước khi làm phó tổng thống thì ông là một dân biểu cũng có uy tín, mà có được sự ủng hộ của những người theo đạo Thiên Chúa, nhất là nhánh mà Protestant, nhưng mà nói chung là theo đạo Thiên Chúa Kitô. Thì khi ông làm phó tổng thống thì đang được như vậy, nhưng mà đến khi cái bầu cử năm 2020, cái kết quả lúc đó rất là có nhiều câu hỏi cần phải đặt ra, và cho đến bây giờ lại càng nhiều câu hỏi và càng nhiều bí mật lại được tiết lộ. Thì khi đó ông Mike Pence đã không có làm cái vai trò của phó tổng thống đàng hoàng và ông bị mất uy tín. Bây giờ tại sao ông lại ra ứng cử? Có rất nhiều chính khách Cộng Hòa đang nhảy ra ứng cử tổng thống, rất là đông, và cái đó là một cái sự có những cái điều uẩn khúc ở phía sau, mà tôi nghĩ là có một cái âm mưu khá quy mô để mà làm cho ông Trump, ngoài những mặt pháp lý tôi gọi là liên hoàn kiện đó, tại vì kiện ông hết cái này tới cái kia, bị khởi tố bị kiện, thì đó là một mặt, còn mặt kia đó là liên hoàn đấu tố chính trị, thì càng nhiều người ra để ứng cử, mà những người mà không có một cái hy vọng nào hết mà vẫn ra ứng cử, tức là đã có người chi tiền cho những người này ra ứng cử để mà phá hoại ông Trump. Thưa quý vị, nếu như mà quý vị nhìn đến những khuôn mặt hiện tại đó là những người cứng ứng cử viên của đảng Cộng Hòa, thì dĩ nhiên chúng ta thấy là có cựu tổng thống Donald Trump, bà Nikki Haley, Ron DeSantis, thì bây giờ có ông Mike Pence nữa, rồi ông này hình như là Tim Scott, rồi có ông Chris Christie, hình như ông chưa thông báo nhưng mà dự tính rằng là ông sẽ thông báo, đúng không? Thông báo rồi. Ông này chính thức đã announce xuống rồi. Ngày hôm qua, hôm kia gì đó rồi. Dạ, rồi đồng thời Rachel thấy họ cũng đưa mặt của ông Ted Cruz lên, thì hiện tại là ông Ted Cruz đâu có cái dự tính để mà ra tranh cử đâu, đúng không ạ? Không, ông Ted Cruz cái đó là fake news, hiện nay chưa có. Rachel nhớ là khi mà cựu tổng thống Trump có cái buổi town hall với lại ông Hannity của Fox News, thì ông Hannity hỏi rằng ông nhìn nhận như thế nào về những người mà đang đứng ra tranh cử, thì ông cựu tổng thống Trump nói có nhiều người á là cái người ta poll lên để coi là bao nhiêu người support, thì có một số người á là 0%, mà còn cái arrow về
hướng trái nữa, có nghĩa là ít hơn 0% luôn, thì mắc mới gì những người này ra là gì. Thì bây giờ cựu tổng thống thì bác sĩ Liêm nói rằng là đây cũng là một trong những cái trò chơi chính trị, đúng không? Đúng. Dạ, yeah. Thì bác sĩ Liêm có thể là chia sẻ thêm là giống như những người này họ họ vào để họ tranh cử, để họ nói xấu Tổng thống Trump, để phá ổng, hay là để chi phiếu hay như thế nào? Cái này là cái gọi là dùng đám đông để ác tiếng nói của một người. Thì có một có những người nghe bây giờ ứng cử sơ bộ tổng thống cho đảng Cộng hòa cho năm 2024 thì ông Trump đang dẫn đầu, kế đó là ông DeSantis, kế đó là bà Haley, là ông Vivek Ramaswamy gì đó, ông người gốc Ấn Độ, ông đó có những cái ý kiến cũng khá hay, rồi ông Tim Scott là ông thượng nghị sĩ da đen, thì những người đó là những người đáng kể. Còn những người kia đó, kể cả ông Mike Pence và cho xuống đến những một vài người, nhiều người chứ không phải một vài người, là không không có đáng kể gì cả, không có một cái hy vọng gì cả. Nhưng mà tại sao vẫn ra, mỗi lần ra tranh cử như vậy tốn tiền ghê lắm, tức là phải có người tài trợ. Thành ra bây giờ thì còn quá sớm để đi theo cái dấu của đồng tiền để coi ai là kẻ chủ mưu tài trợ những cái chuyện này, nhưng mà họ muốn dùng đám đông để ác cái giọng nói của ông tổng thống Trump. Nhưng mà bác sĩ Liêm nghĩ rằng là nó có hiệu quả hay không, hay là nó phản tác dụng? Tại vì họ càng làm, thí dụ đây cho thấy là những người đối thủ họ càng làm thì cái popularity, cái sự nổi tiếng hay là nhiều người người ta ủng hộ của tổng thống Trump, cái điểm ổng tăng lên thay vì là rớt xuống, thì chị cũng muốn nghe cái góc đó. Về phương diện này tôi thấy cái âm mưu đó không phải là một cái âm mưu hay, nhưng mà khi mà người ta đến cái đường không còn đường nào để bình thì người ta dùng đủ mọi phương cách, thì đây là một cách. Tôi thấy cái vấn đề về kiện tụng pháp luật với truy tố này kia, cái đó nguy hiểm hơn. Nhưng mà cho đến nay thì ông Trump vẫn là người dẫn đầu rất nhiều, tại vì ông có đường lối rõ rệt và ông đã có một quá khứ với thành tích tốt so với thành tích của Biden hiện nay và những gì đảng Dân Chủ đang làm hay đã làm, thì họ rất xấu. Thành ra ông Trump vẫn là dẫn đầu dễ dàng. Quốc hội chỉ là Hạ viện của Cộng Hòa mới hơn một năm mà mình đã thấy là những cái điều tốt đã xảy ra rồi. Chưa đến một năm mà những điều tốt đã xảy ra rồi. Tức là tuần trước mình nói về cái ngân sách đó mà cả hai đảng đều ủng hộ, chỉ có những cái người quá khích ở hai bên đó là phản đối. Thì khi mà ông Tổng thống Biden phải ký cái đó vào rồi đó, thì Saudi Arabia nói họ sẽ giảm xuất cảng, giảm sản xuất dầu, nhưng mà cái giá xăng chưa lên, tại vì Mỹ đang bắt đầu vì cái luật mới đó do Cộng hòa ảnh hưởng lại đang khai thác dầu. Thành ra cái kinh tế của Mỹ có chiều hướng sáng sủa hơn là trước khi cái luật đó. Và khi mà mình nói đến ông Mike Pence đó, thì Rachel thấy rằng là sau cái cuộc bỏ phiếu của năm 2020 thì ổng bị mất điểm, và đặc biệt nữa với những người gọi là fan của Trump hay là những người MAGA đó, thì người ta không có ưa ông Mike Pence nữa và nói ông này là giống như là phản bội, hoặc là ông này ổng quá yếu đi, quá nhu nhược đi. Thì đối với bác sĩ Liêm, nhìn nhận ông Mike Pence như thế nào? Thì tôi cũng đồng ý với những cái nhận xét đó. Ông có một con cờ trong tay mà ông cầm cờ mà ông không phất cờ được, thì bây giờ trở lại muốn nắm cờ nữa thì ai cho? Dạ.
Nhưng mà ông Mike Pence thì ông lại bên cái góc của ông thì ông nói rằng cái luật Mỹ đó nó không có cho một cái người phó tổng thống cái quyền hạn đến như vậy. Cho nên là những cái gì mà cựu tổng thống Trump làm như vậy có nghĩa là ông hại tôi và gia đình của tôi. Thì sao ạ? Tôi không phải là luật sư nhưng mà cũng có nhiều người luật sư về về hiến pháp rất giỏi, họ lại nói khác. Theo theo tôi bây giờ trong các chính khách mà là cựu luật sư về hiến pháp nổi tiếng nhất thì hay là giỏi nhất phải là ông Ted Cruz, mà còn người mà dạy về luật hiến pháp ở Harvard mà bây giờ về hưu đó là ông Dershowitz. Thì nếu mà muốn muốn nói về hiến pháp với là những cái vấn đề như ông Mike Pence nói đó thì hai tiếng nói mà mình có thể căn cứ vào là của ông Dershowitz hoặc là ông Ted Cruz chứ không phải ông Mike Pence. Thì hai hai vị luật sư đó nói chính xác là như thế nào? Mong bác sĩ Liêm chia sẻ thêm sâu xa hơn để cho quý vị khán giả nghe. Họ không nói như ông Mike Pence nhưng mà tại vì chuyện đó chưa xảy ra thành ra mình có nói là chỉ là phỏng đoán thôi. Khi nào nó xảy ra rồi và luật sư đã cãi trước tòa hay là cãi trước tối cao pháp viện thì khi đó mình nó mới thành factual, tức là nó mới thành là dữ kiện. Thì thành ra mình phỏng đoán thì ai cũng phỏng đoán cả, phỏng đoán là cũng như ý kiến thôi. Theo theo Rachel để ý đó thì cái lúc mà cựu tổng thống Donald Trump kêu ông Mike Pence làm là có nghĩa chỉ cần là cái nhiệm vụ của người phó tổng thống là announce hoặc là certify chứng nhận là giờ người nào thắng cử rồi, thì bây giờ chỉ cần kêu ông Pence là tôi không có certify tại hiện bây giờ đang có tranh chấp pháp lý đang xảy ra, cho nên là sẽ hold lại cho một thời gian đó, thì chỉ cần ông Mike Pence làm cái điều đó thôi. Nhưng mà đối với, tại vì Rachel nghe nghe cái bà Nancy Pelosi lúc đó, bà cũng nói một người phó tổng thống thì không có quyền hạn đến như vậy, nhưng mà thật ra là nó ở cái điểm giữa 50-50. Thật ra nếu mà ông muốn làm thì nó cũng hợp lý, là tại vì bây giờ đang có tranh chấp xảy ra, đúng không ạ? Tại vì lúc đó cựu tổng thống Donald Trump đâm đơn kiện rất là nhiều của những cái tiểu bang chiến địa. Đúng. Với lại cái cuộc bầu cử tháng 11 năm 2020 đó có nhiều cái rất là khác thường, và nó khi những người ủng hộ ông Trump nói là gian lận thì báo chí nó bịt miệng nó rất là hàm hồ. Nhưng mà bây giờ mấy năm sau thì bây giờ bà Sarah Atkinson, bà đó là một cái phóng viên điều tra rất là giỏi, bà điều tra và bà thấy rằng ở tiểu bang Wisconsin có một trăm mấy chục ngàn phiếu bất hợp pháp mà được đếm, mà ông Biden thắng cái tiểu bang đó chỉ có 20.000 phiếu thôi, tức là có vấn đề với ở Wisconsin rồi. Rồi có những cái vụ khác nữa là cũng đã được điều tra và đã thấy những cái điều rất là khác thường. Nhưng mà nếu mà chỉ kể Wisconsin thôi đó thì rõ ràng là cái đó là không có tốt. Và bà Molly Hemingway, bà cũng có viết một cuốn sách gọi là Rigged, tức là gài Gian đặt, lận. kiểu gian lận đó, Rigged đó. Không, nhưng mà không, Rick cũng không phải là gian lận, tại vì Giống như là bị méo mó đó, có nghĩa là bị đúng méo rồi, mó. đúng rồi, bị nghĩa là gài đặt, tức là thí dụ như người Việt Nam mình ở ở Mỹ thích đi chơi đánh bạc ở casino, nhưng mà đánh bạc ở casino là nó Rick rồi, cái đó hợp pháp, tại vì nó làm ăn thì nó phải có lời, đúng, thành ra mình vô mà mình có thủ đoạn mình đếm bài mình thắng thì nó không cho mình chơi như vậy đó, tại vì cái trò chơi nó rig rồi, nó là một cái business, thành ra mình tưởng mình đi đi chơi đánh bạc thật, thật ra là cái trò chơi nó rig, thành ra Đúng rồi, người Việt cái Nam phần mình có trăm của mình là đã không bằng người ta rồi. đúng rồi, đúng rồi, tại vì nhà cái khi nào cũng phải thắng, thành ra rig.
Thì bà Molly Hemingway bà viết rõ ràng lắm, ai đọc cuốn sách đó thì sẽ biết. Nhưng mà tôi thấy cái điều tra của bà Sherry Atkinson về cái 100 mấy chục ngàn phiếu bất hợp pháp mà đếm ở Wisconsin đó là rất là quan trọng, tại vì cái tiểu bang đó ông Biden thắng 20 ngàn phiếu đó. Thì với lại cái ông mà lái xe vận tải mà chở 200 ngàn phiếu từ New York vào Pennsylvania đó, thì cái ông đó khi đó ông ra ông nói là cái ông chở phiếu như vậy là bất hợp pháp rồi. Nhưng mà người ta cứ nói là ông nói láo. Thì bây giờ cái tổng thanh tra của sở bưu điện, tại vì cái phiếu đó là từ bưu điện, thì tổng thanh tra sở bưu điện điều tra rồi kết quả bây giờ mới công báo cách đây cỡ mấy tuần là ông đó nói thật là đã có chở phiếu bất hợp pháp từ New York vào Pennsylvania. Nên cái cuộc bầu cử 2020 bây giờ nó qua rồi, mình không thể trở lại với quá khứ nữa, và ông Trump cũng không nên trở lại, tại vì ông có thể sẽ thắng 2024. Nhưng mà cái cuộc bầu cử đó rất là kỳ cục. Rất là kỳ cục. Ồ, nhưng mà Rachel cũng chưa bao giờ hỏi bác sĩ Lim là trong cái thời gian đó, lúc đó là cái cảm giác của bác sĩ Lim sao, giống như là có nóng không, có tức không, hay là lúc đó là dành thời gian coi tin tức nhiều hơn, hay hay như thế nào? Tại tôi biết nhiều về cái hệ thống quyền lực ngầm của Mỹ, mà nhất là cái vai trò của Sở Tình báo Trung ương, tức là CIA. Thành ra khi mà đài Fox News mà gọi kết Họ quả announce. cho Arizona cho ông Biden, mà ngay người Arizona cũng không biết, mà 2 ngày sau báo New York Times với đài CNN cũng không thể gọi ai là thắng ở Arizona, mà đài Fox sẽ gọi như vậy. Thì sau khi đài Fox gọi như vậy thì tất cả mọi người đang đếm phiếu ở bên miền đông nước Mỹ ngừng đếm phiếu, nói về đi ngủ rồi sáng mai vào đếm lại. Thì ông Mark Halperin ở trên Newsmax gì đó nói: ơi, vậy là nó bắt đầu nói là thay vì tôi có bao nhiêu phiếu thì nó sẽ thành là ông cần bao nhiêu phiếu. Thì tôi biết cái đó là gian lận rồi, và tôi biết là có xỉa nó xảy ra rồi. Tại vì hồi 1954, 55 gì đó ở Việt Nam, khi đó tôi còn nhỏ, nhưng mà tại vì gia đình tôi có biết một vài sự thật về cái đó, thì cái chuyện xanh bỏ giỏ, đỏ bỏ bì mà ông Ngô Đình Diệm với ông Bảo Đại thì cũng có xỉa nữa, tức là CIA nó dính 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 líu vào. Tại vì nó có cái cách là người vào bỏ phiếu đó, thì cái phòng phiếu nó có cái màn, nhưng mà cái màn cái tới che tới đầu gối thôi, mà cái giỏ là cái giỏ bằng lưới kim loại có thể mình thấy, thì ai mà xanh không bỏ giỏ mà đỏ, bỏ đỏ vào giỏ đó, thì ra ngoài sẽ bị công an cảnh sát họ hỏi thăm. Thì cái đó là cái vấn đề tôi thấy như vậy, là CIA nó chuyên chuyên về những cái chuyện như vậy, mà họ đã làm như vậy ở ở ở các nước khác, rồi họ làm như vậy rất nhiều ở các nước Nam Mỹ. Mà nếu mà họ mà không thành công thì họ họ tổ chức đảo chánh giết cái ông tổng thống đó. Rồi ví dụ như ở Chile, ông tổng thống Allende cũng bị như vậy. Rồi nhưng mà năm 2020 là lần đầu tiên tôi thấy họ áp dụng ở Mỹ. Thành ra tôi thấy cái khi Fox News gọi như vậy là tôi nghi liền. Tôi nói với vợ tôi là có dính líu rồi. Rồi rồi trong cái thời gian mà pháp lý xảy ra giữa cựu tổng thống Donald Trump với lại những cái tiểu bang như vậy, thì lúc đó bác sĩ Lim có một cái hy vọng nào không, hay là nói nào biết chắc là không được rồi? Bắt đầu thì tôi cũng có hy vọng, nhưng mà khi tôi thấy những cái tòa án tiểu bang chưa duyệt xét gì hết mà đã bác đơn rồi, thì tôi thấy là rồi, cái đó là dàn xếp trước Tại tại rồi. vì Rick, tức là nó có dàn. họ dàn xếp rồi, đúng rồi, đúng rồi. Với lại là quý vị biết là những cái thành phố và cũng như những cái tiểu bang chiến địa mà họ có thể rig cái cuộc election như vậy, thì dĩ nhiên là những người ở trong cơ quan tòa án đó, thì cũng người của
hướng đảng của mình nhiều hơn, cho nên bây giờ mình có đi thư kiện thì mình cũng thư kiện tại cái thành phố đó, quận đó, tiểu bang đó thì cũng là người của họ, thành ra là thôi không không nhận đơn thì cũng làm gì nhau, hoặc là tôi nhận đơn tôi để tôi ngâm nó chơi vậy làm gì nhau, đúng không? Thì thành ra là quý vị thấy là có cái kết quả giống như ngày hôm nay. Ồ, với lại một cái câu hỏi nữa là khi mà bác sĩ Liêm nhắc đến cái việc mà ám sát đó, thì có một số cái câu hỏi là liệu như cựu tổng thống Trump, ổng giống như là người ta dùng mọi cách để người ta đánh Trump, chủ yếu là để cho ổng rút về vườn, để mà chúng ta những người đó không có cần phải đối diện với ổng politically. Thì bây giờ nhưng mà cái tánh của cựu tổng thống Trump là ổng rất là cương quyết, chơi là chơi, chơi tới à. Nó thì không biết là cái việc mà ám sát như vậy thì có bao giờ bác sĩ Liêm nghĩ đến không? Có nghĩ đến nhưng mà tại vì nó chưa xảy ra thành ra mình cũng chỉ có thể là nói là phỏng đoán thôi. Nhưng mà hai hai anh em của Tổng thống Kennedy đó, thì có dính líu với cái trung tâm tình báo trung ương của Mỹ. Và bây giờ ông cháu đó là ông Robert Kennedy Jr. đó, ông ra tức là con của ông Bobby Kennedy đang ra ứng cử tổng thống ở bên dân chủ mà đã bị tụi nó nói xấu nói láo tùm lum hết rồi, tại vì cái tuổi đó nó phải bảo vệ ông Biden. À, thì ông cái hồ sơ đó thì nó vẫn không cho mình coi 3 trang, thì ông Robert Kennedy Jr. ông nói là cái đó là có dính líu cái đấy, trung tâm tình báo trung ương này, giết bác ổng và cha của ổng nữa. Quý vị nói đến đây thì cũng Rachel cũng không muốn là quý vị nghĩ rằng là cái hệ thống của Mỹ nó quá ghê gớm. Dĩ nhiên khi mà nói về chính trị, khi mà cần nó thì họ có thể quá ghê gớm, nhưng mà được một cái là bây giờ là nhờ thông tin mạng nữa, có nghĩa là một cái chuyện gì đó thì trên mạng xã hội người dân hoặc là báo chí tự do, ví dụ những người mà YouTubers của Mỹ đi, họ cũng sẽ moi và phanh phui ra nhiều hơn, cho nên là cái việc mà họ làm bậy thì nó cũng đỡ được phần nào. Thì bác sĩ Liêm có nghĩ vậy không ạ? Mỹ có cái mặt nổi và mặt chìm, mặt nổi thì vẫn đàng hoàng nhưng mặt chìm thì cái là rất là khó lường. Và cái mặt nổi thì bây giờ cũng bị là mất cái sự công chính, là tại vì báo chí và các sở cảnh sát liên bang cũng phải là thiên vị một chiều, thành ra cái hệ thống tư pháp nó cũng bị xâm phạm. Thành ra nước Mỹ hiện nay là đang đang xuống dốc so với hồi trước. Nhưng mà về cái trung tâm tình báo trung ương mà dính líu tới những cái chuyện đó thì ngoài cái việc bầu cử năm 1954 55 về sau đến năm 1963 đó họ không muốn ủng hộ ông Ngô Đình Diệm nữa, thì lại cũng những cái cơ quan tình báo trung ương Mỹ họ đưa tiền cho mấy ông tướng của miền Nam Việt Nam. Rồi rồi hai anh em vợ tổng thống Ngô Đình Diệm cũng cũng bị giết, thành ra cái đó là sự thật, mình phải công nhận cái sự thật. Khi mà bác sĩ Liêm nói đến là CIA thì trong đó Rachel cũng có nghĩ đến là FBI nữa. Thì hiện tại là một trong những cái điều mà mọi người cũng đang quan tâm về cái drama hiện tại là ông dân biểu Comer với Comer. lại với lại là cái ông Christopher Ray, thì hiện tại nó đi đến đâu và cái nhận định của bác sĩ Liêm như thế nào? Thì ông Ray đó, ông trước là ông nói ông có operate rồi, ông nói ông không có operate rồi, ông bị dọa rồi phải đưa ra quốc hội làm bất tín nhiệm là ông có thể đi tù. Nên bây giờ ông nói là ông sẽ đưa hồ sơ qua cho quốc hội xem, thì mình để coi nó còn nhiều nhiều chiêu lắm. Đấy là nó sẽ đưa nhưng mà nó redact, nó không đưa hết 100% rồi đủ thứ chuyện. Thành ra cũng may là Đảng Cộng Hòa có cuối cùng có đa số ở Quốc hội nên mới đem ra ánh sáng một vài sự mà trong mấy năm qua, là cái vụ mà Hunter Biden đó là đã biết từ hồi 2018. Nhưng 18, 19 rồi, dạ vâng. Nhưng mà họ cứ ngâm tôm, rồi không những vậy mà còn nói láo là nói là âm mưu của Nga,
năm mươi mấy người cựu giám đốc và cựu cao cấp ở cơ quan tình báo ký giấy nói tầm bậy, nhưng những người đó là có tội hết á, nhưng mà không ai truy tố cả tại vì chúng nó vào phe với nhau. Bởi vậy tôi nói nước Mỹ đang xuống dốc vì cái hệ thống tư pháp đã bị hư hại. Thưa quý vị, là khi mà nói về ông James Comer và cũng như là cái ông FBI Director, ông Christopher Wray, thì bên dân biểu người chủ tịch ủy ban giám sát đó là ông James Comer, ông kêu gọi và kêu bên FBI đưa qua cái giấy tờ này gọi là unclassified, gọi là FD-1023. Thì mới ngay lúc đầu đó thì ông này là không có chịu đưa ra, nhưng mà đến bây giờ đó là ông James Comer giống như là không chịu thua và đã kêu gọi rằng là sẽ họp một cái cuộc họp vào ngày thứ năm để và đưa ra một, quý vị thấy trên đây nè, ông đã introduce 17 trang resolution và có cái bản PDF file ở đây, và họ sẽ có một cái committee ở bên Hạ viện để mà giống như là luận tội ông Christopher Ray vậy. Chính vì vậy mà ông đưa ra, chứ chắc là chú nghĩ rằng giống như ông cố gắng ông né mà giờ thấy né quá không nổi, tại vì dù sao thì quốc hội cũng ở trên mình mà, tại vì họ là ủy ban giám sát nữa, cho nên ông này cảm thấy rằng mình không có thể một tay che trời được. Thì ra chính vì vậy mà ông mới bắt đầu ông đưa ra những cái giấy tờ FD-1023 này. Thì nhưng mà giống như bác sĩ Liêm có chia sẻ đó, nhiều khi ông đưa nhưng mà đưa không hết thì sao? Nhưng mà Rachel nghĩ rằng ông James không, mà ông cũng thông minh đủ để biết dù có giấu một cái gì đó chứ lại không không phải là dù đưa hết, tại vì họ là một cái ủy ban giám sát luôn mà. Cho nên cái đường này đối với cái tầm nhìn của bác sĩ Liêm thì nghĩ rằng nó sẽ đi về đâu, và cái ông Christopher Ray này có bị kết án hay không, hay là ông Hunter Biden ít nhất là có bị kết án hay không? Cuối cùng thì tôi hy vọng là công lý sẽ được duy trì, và ông Hunter Biden, và không những ông Hunter Biden mà có ông chú của ông cũng là ăn hối lộ dữ lắm, và ông tổng thống Biden có thể là cũng là có dính líu. Thì Ông Big Boss đó đúng không? tôi hy vọng là những người có dính líu vào những cái vụ tham nhũng tiền ngoại bang này, ăn hối lộ này, sẽ phải đền tội. Nhưng mà nó chưa xảy ra, thành ra tôi chỉ hy vọng thôi. Còn cái chuyện mà ông Christopher Ray với ông Comer thì hai bên cũng đấu trí với nhau, thì ông Ray ông nói như vậy, nhưng mà rồi ông sẽ redact vài trang hay là vài vài dòng gì đó, rồi ông Comer lại phải tố nữa, thành ra nó không phải dễ dàng như mình tưởng. Nhưng mà nếu như mà mình nhìn về hai phe hiện tại đó thì phe nào mạnh hơn? Giống như một bên đó là ủy ban giám sát của Hạ viện, mà Hạ viện thì bên Đảng Cộng hòa mạnh hơn, nhưng còn bên ông Christopher Wray đó thì đứng đằng sau thì lại có cái sự hỗ trợ của tòa Bát Óc. Thì hiện tại thì nếu mà mình so sánh cái cán cân thì bên nào mạnh hơn ạ? Theo hiến pháp á, thì quốc hội là đại diện cho nhân dân, thành ra quốc hội phải mạnh hơn, nhưng mà họ không có quyền bỏ tù, nhưng mà họ có quyền cắt ngân sách. Nếu mà họ cắt ngân sách thì là cái ông Christopher Wray sẽ khốn đốn, tại vì không có tiền làm sao mà chỉ huy. Thành ra cái quyền là ở đó. Nhưng mà cái kỳ bầu cử 2024, nếu mà cử tri họ thấy được rằng là nền công lý ở Mỹ đã bị không những đe dọa mà đã bị xâm phạm, thì nếu mà họ bỏ phiếu thêm cho Cộng hòa, lấy thêm Thượng viện và Tòa Bạch Ốc nữa, thì khi đó những cái người mà làm tội từ nhiều năm nay mà được không những là Bộ Tư pháp và Tòa Bạch Ốc che chở, mà còn được Quốc hội che chở, tại vì bà Pelosi mới mất job chưa tới năm thì mình đã thấy những sự khác biệt rồi. Tại sao bà ở đó mấy năm mà bà không không truy tố mấy người này, không không kêu ra bắt phải điều trần? Là tại vì họ là đồng lõa với nhau, họ ngâm tôn. Thành ra cử tri cái quyền là cái quyền người đi bỏ phiếu. Thành ra khi mà Đảng Cộng hòa lấy lại được đa số ở Hạ viện thì mình đã thấy một vài sự thật bắt đầu phơi bày ra ánh sáng. Thành ra tôi kêu gọi những người Mỹ gốc Việt có lương tâm,
thì kỳ tới nên bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa. Mặc dù bạn có thích ông Trump hay ghét ông Trump, cái đó là cái chuyện riêng của bạn, nhưng mà cái tương lai về nền công lý của Mỹ và cái sự sống còn của nước Mỹ, bạn nên bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa lúc này. Dạ. Rồi, cảm ơn bác sĩ Phạm Hiếu Liêm rất là nhiều, chia sẻ cái góc nhìn của mình liên quan đến là cuộc bầu cử sơ bộ tại Đảng Cộng Hòa cũng như là nước Mỹ nói chung. Còn ở bên Đảng Dân Chủ thì hiện tại những người đã chính thức ra thông báo thì ngoài ông Joe Biden với lại là ông Robert JF Kennedy, Kennedy. dạ Robert Kennedy Jr. thì còn ai hiện tại là còn cái giá trị hay là còn cái khả năng không? Có cái bà Williamson đó, thì bà đó được Hollywood ủng hộ, nhưng mà những người Hollywood họ thường thường không có chiều sâu. Thành ra khi bà này nói những cái về vấn đề triết lý Hoa Mỹ là họ ưa lắm, nhưng mà thật ra không có thực tế. Còn cái ông Robert Kennedy Jr. ổng có đường lối quốc gia. Ông tôn trọng sự thật và ông biết rằng gia đình ông đã bị cái thế lực ngầm nó làm hại, nó giết bác ông, nó giết cha ông, thành mà ông là biết sự thật về cái đại dịch Covid và những cái vaccine bậy bạ từ Trung Cộng mà do ông Gates và Trung tài trợ. Thành ra ông Fauci với ông Gates là bị ông Kennedy Jr. viết trong sách, mà sách đó rất hay, tôi có đọc sách đó rồi, tôi học được một vài điều rất hay ở trong những gì ông Kennedy Jr. Viết ra. Thành ra tôi thấy là ông đó là nghĩa là tụi thế lực ngầm nó sẽ ráng nó dìm ổng hay là nó hại ổng, nó dùng báo chí, nếu không được thì nó sẽ làm những thủ đoạn khác, nhưng mà ổng là một đối thủ đáng kể. Và ông là người chính khách dân chủ duy nhất hiện nay mà tôi có thể bỏ phiếu. Hồi trước tôi ưa bà Gáp Bạc nữa mà bà cũng phải bỏ đảng Dân Chủ. Thành ra bây giờ chỉ còn lại ông Kennedy Jr. là tôi thấy là có uy tín. Hai người đó cái, là những nhân vật đáng kể trong trong đảng Dân Chủ. Nhưng mà khổ nỗi là hiện tại ổng ổng không được cái sự ủng hộ, mà khi không được ủng hộ thì họ sẽ tìm cách họ phá cho hồi. Tại vì những cái gì ổng nói thì ổng ổng sẽ nói ngược lại Biden rồi. Thì hiện tại là đang bị đánh phá. Và quý vị nếu mà theo dõi về ông Robert F. Kennedy này đó, thì ông lại thường xuyên xuất hiện ở trên Fox News thay vì là CNN. Thì chắc có thể là bên đảng Dân Chủ cũng giống như chửi ổng là thuộc về traitor hay hay là không ủng hộ đảng của mình, đúng không ạ? Đúng, nhưng mà Fox News bây giờ cũng hết thời rồi. Những cái cable TV CNN, MSNBC, Fox News hay là Newsmax bây giờ cũng sắp hết thời rồi. Tại vì khi mà ông Elon Musk ông mua cái Twitter thì ông đã thay đổi cái platform và bây giờ ông có podcast ở trên Twitter. Thì khi mà cái phim mà What Is a Woman của ông Walsh mà trước đó có mấy triệu người xem ở trên YouTube rồi nó cấm, thì bây giờ ông Elon Musk chiếu lên trên Twitter đã có được một trăm mấy chục triệu người xem rồi. Rồi ông Tucker Carlson khi mà bị tụi WEF nó mua Fox News để nó đuổi ông Tucker Carlson, thì hồi đó là mỗi lần ông lên là ông có mấy triệu người xem ở trên Fox News. Bây giờ tối hôm qua hôm kia gì đó ông ra một cái episode mới của Tucker Carlson trên Twitter, ông được mấy chục triệu người xem ngay lập tức, nghĩa là ngay lập tức chỉ qua đêm là đã hai chục triệu rồi, mà ngày sau còn thêm mấy chục triệu nữa. Thành ra nếu mà ông ảnh hưởng trên Fox News có mấy triệu là đã cao rồi, mấy triệu khán giả. Mà bây giờ ông qua Twitter ông được tới mấy chục triệu, thì cái ảnh hưởng của Twitter, podcast của Musk sẽ làm lu mờ tất cả những cái cable TV, tại vì họ có thể watch qua những cái chương trình này trên Twitter mà không phải trả tiền.
Trong khi đó thì chỉ trả tiền online thôi, trả tiền để cho có internet service thôi, trong khi mấy cái chương trình kia là phải trả tiền cable TV mới xem được. Thành ra mình thấy là tương lai đang thay đổi trước mặt mình. Khi mà Rachel theo dõi đó thì Rachel thấy Fox họ họ cũng có cái sự thay đổi nhiều á, là ngày xưa thì họ chỉ là cable TV thôi, nhưng mà bây giờ họ cũng đánh mạnh ở trên YouTube và bên Facebook thì Rachel chưa để ý lắm, nhưng mà Rachel biết bên bên YouTube là Fox News lên liên tục luôn á, giống như họ cắt ngắn mà họ họ đưa lên. Thì Rachel nghĩ nếu như mà bên Twitter mà mở rộng như vậy thì trước sau gì Fox cũng lên đó nữa. Thì nhưng mà dù sao ít nhất là mình có nhiều nền tảng hơn, giống như ngày xưa khi mà Rachel cũng là một cái kênh cũng nhỏ thôi so với Mỹ, nhưng mà khi mà mình thấy cái sự kiểm duyệt đó thì mình cũng có suy nghĩ đến Rumble, tại ít nhất là bây giờ có nhiều cái nền tảng để cho mình có thể là lan tỏa cái tiếng nói của mình, thay vì ngày xưa là chỉ có YouTube với Facebook thôi, nó chặn một cái là hết. Đúng, nhưng mà trên Twitter nó còn interact, rồi còn lạ hơn nữa mấy cái medium khác. Thành ra Twitter nó đang thay đổi, mình thấy nghĩa là 3 triệu mấy xem so với 100 mấy chục triệu của cái phim của ông Mark Watts, thì thấy là bao nhiêu người họ rất ghét cái hệ thống kiểm duyệt, thành ra họ đổ xô và họ xem. Đó, thì hồi trước ông Michael Moore với ông Michael Schellenberger cũng làm một cái phim rất hay gọi là Planet of the Humans, là ông vạch trần. Ông Michael Moore là cực tả, còn ông Michael Schellenberger thì là trung lập nhưng mà ủng hộ tự do. Thì họ làm cái phim vạch rõ cái sự làm hại môi trường của các cái cách mà làm điện, như là máy quạt khổng lồ hay là mặt trời, năng lượng mặt trời đó cũng làm hại môi trường ghê lắm. Thì sau khi được 8 triệu người xem trên YouTube rồi họ cấm, bị cấm, mà ngay Michael Moore mà cũng bị cấm nữa. Thành ra cái gì mà có thiệt hại cho cái WEF là nó cấm. Nhưng mà nếu mà bây giờ mà ông Musk mà bỏ cái mà ông Moore hỏi ông Musk bỏ cái phim đó lên YouTube, trên Twitter là sẽ có 100 mấy chục triệu người xem ngay. Nhưng mà nhiều khi nhờ Twitter làm như vậy cho nên bên YouTube họ cảm thấy có cạnh tranh nên họ bớt bớt lại, cho nên là cũng đỡ. Bây giờ YouTube nói là có thể nói về về bầu cử gian lận được rồi, hồi trước mà nói bầu cử gian lận Là nó khóa liền đó, nó đóng kênh mình. bây giờ thì hết rồi. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn bác sĩ Liêm rất là nhiều. Không biết bác sĩ Liêm còn gì muốn chia sẻ trước khi mà chúng ta chấm dứt không ạ? Đồng bào gốc Việt ở khắp nơi, nếu mà các bạn phải ở Mỹ hay là ở Canada hay là ở Âu Châu hay là ở Úc, các bạn sở dĩ không ở Việt Nam là tại vì các bạn muốn tự do, thì các bạn đang hưởng tự do, nhưng mà cái nền tự do đó, đó đang bị đe dọa và đang bị giới hạn. Thì khi các bạn đi bỏ phiếu, nên bỏ phiếu cho những ứng cử viên hay là đảng đảng phái mà ủng hộ tự do, không có kiểm duyệt, không có giới hạn. Tự do là thiêng liêng, không có tự do là mất tư cách. Thì tôi ủng hộ tự do. Cảm ơn bác sĩ Phạm Hiếu Liêm. Thưa quý vị, những quý vị nào mà đang xem chương trình mà chưa có bấm like cho chương trình thì quý vị nhớ là bấm like nha. Rồi những người nào mà chưa có bấm nút theo dõi chương trình thì quý vị nhớ bấm nút subscribe và bấm vào cái chuông, và những ai cần liên lạc với Rachel thì email về đây nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, và bây giờ chúng tôi xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau. Bye bye. Kính chào.